Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, tiếp nối chuyên đề chứng khoán cuối tuần ngày 16 tháng 11 về dự thảo luật chứng khoán sửa đổi, chứng khoán cuối tuần tuần này sẽ tiếp tục cập nhật về những điểm mới trong dự thảo và ý kiến đóng góp của các thành viên thị trường chứng khoán, trong đó trọng tâm là công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và minh bạch chống gian lận trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp của chúng tôi về những điểm mới trong dự thảo luật chứng khoán sửa đổi về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Mời quý vị cùng theo dõi. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải công bố thông tin hoạt động trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước và một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong 3 số liên tiếp ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến khai trương hoạt động. Thông tin bao gồm giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp, ngày dự kiến khai trương hoạt động. Theo dự thảo luật chứng khoán sửa đổi, phần giải thích từ ngữ người có liên quan đã được mở rộng hơn trước rất nhiều. Đáng chú ý nhất, phần này bổ sung thêm trường hợp là cá nhân và con dâu, con rể, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân này, công ty và đối tác kinh doanh, khách hàng lớn của công ty đó theo quy định của chính phủ cũng thuộc đối tượng là người có liên quan. Như vậy, những đối tượng trên theo dự thảo luật chứng khoán sửa đổi sẽ nằm trong trường hợp phải công bố thông tin. Theo đó, cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ phải báo cáo và công bố thông tin trước và sau khi thực hiện giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi. Quyền mua trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, người có liên quan trong trường hợp là con dâu, con rể, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu sẽ phải chào mua công khai và đăng ký với Ủy ban chứng khoán nhà nước trong một số trường hợp như dự kiến chào mua cổ phiếu, có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đóng dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một công ty đại chúng, quỹ đóng. Trong dự thảo luật chứng khoán lần này, có quy định về báo cáo kiểm toán như sau. Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính hoặc báo cáo khác theo quy định của pháp luật kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập theo các chuẩn mực do Bộ Tài chính quy định. Trường hợp tổ chức phát hành là công ty mẹ, thì tổ chức phát hành phải nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán. Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Ý kiến kiểm toán đối với các báo cáo tài chính là ý kiến chấp thuận toàn phần. Trường hợp hồ sơ được nộp trong thời gian 60 ngày, kể từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, báo cáo tài chính năm của năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo chưa có kiểm toán, nhưng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán của 2 năm trước liền kề. Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất, cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho Ủy ban chứng khoán nhà nước 90 ngày, tổ chức phát hành phải lập báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất. Công ty chứng khoán phải công bố thông tin tại trụ sở chính, các chi nhánh và phòng giao dịch về các nội dung liên quan đến phương thức giao dịch, đặt lệnh, ký quỹ giao dịch, thời gian thanh toán, phí giao dịch, các dịch vụ cung cấp và danh sách những người hành nghề chứng khoán của công ty. Trường hợp cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ, công ty chứng khoán phải thông báo các điều kiện cung cấp dịch vụ, bao gồm yêu cầu về tỷ lệ ký quỹ, lãi suất vay, thời hạn vay, phương thức thực hiện lệnh gọi ký quỹ bổ sung, danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ. Tổ chức cá nhân, nhóm người có liên quan trở thành cổ đông lớn của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải công bố thông tin và báo cáo công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày trở thành cổ đông lớn. Khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1%, số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết thì trong thời hạn 7 ngày kể từ khi có sự thay đổi trên, cổ đông lớn, nhóm người có liên quan phải công bố thông tin và báo cáo công ty đại chúng, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán. Nhà đầu tư, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng.
Với những điểm mới này thì các thành viên thị trường đã có những góp ý đề xuất như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi. Công bố thông tin thì cần phải có cái sự phân loại ở trong thông tin được công bố, ngoài cái việc đảm bảo sự minh bạch ở trong hoạt động giao dịch đầu tư thì việc đảm bảo cái tính bí mật của cá nhân cũng như các nhà đầu tư là cũng rất quan trọng, nên là bên em đề xuất việc là sẽ phân loại những cái thông tin cần công bố và những thông tin thì chỉ nên được báo cáo cho các cơ quan quản lý như Ủy ban chứng khoán hay là Sở giao dịch chứng khoán để các cơ quan quản lý nắm được. Mặc dù cái mức độ thông tin chúng ta công bố như thế nào đấy thì cũng chưa thể thỏa mãn hết cái nhu cầu của nhà đầu tư được. Thế tuy nhiên ở đây thì khi mà chúng ta đã xác định cái xu thế về mặt hội nhập và đặc biệt là một số các cái đơn vị có cái tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tương đối lớn thì tôi cũng xin mạnh dạn đề nghị là ban soạn thảo cũng xem xét cân nhắc chúng ta có thể luật hóa hoặc là chúng ta có thể quy định một vài cái doanh nghiệp mà có cái tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lớn thì cái báo cáo công bố thông tin của chúng ta có thể là phải có một cái ngoại ngữ khác, đó là ngoại ngữ bằng tiếng Anh. Đấy thì cái đấy là cái một cái nội dung mà ví dụ chúng ta quy định một cái quy mô, một cái nhóm đối tượng doanh nghiệp nào đó mà xác định cái tính cần thiết cho cái đối tượng các nhà đầu tư, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà chúng ta đã tham gia vào cái thị trường vốn quốc tế nó khá là sâu rộng rồi. Nên có một số cái nới lỏng về điều kiện nhưng mà tăng cường cái minh bạch công bố thông tin để doanh nghiệp có thể tiếp cận được vốn. Đấy là một cái bước chuẩn bị để chúng ta tiến tới full disclosure của thế hệ thứ hai. Thì chúng tôi mong muốn là ban soạn thảo có một cái đột phá trong cái này, tăng cường cái minh bạch hơn thay vì những cái điều kiện kiểm soát. Tại khoản 4 điều 111 dự thảo luật mới quy định, các đối tượng quy định tại điều 117 luật này khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi chứng khoán đó niêm yết giao dịch. Thế, về nội dung công bố thông tin thì chúng tôi có ý kiến là cái này cũng nên quy định một đơn vị Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc là Sở giao dịch, vì hiện nay là trong nội bộ thì có thể có những cái về cái công nghệ báo cáo lưu hành trong nội bộ để tránh cái việc cùng một lúc báo cáo nhiều các cái đơn vị. Tại điểm E khoản 2 điều 119 dự thảo luật mới quy định về công bố thông tin bất thường có trường hợp là ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán đối với báo cáo tài chính phải thực hiện công bố thông tin. Thì trong trường hợp này xảy ra khá nhiều đối với các cái doanh nghiệp nói chung, thì cái việc mà khi họ công bố báo cáo tài chính thì cái điểm ngoại trừ trong báo cáo tài chính là cũng đã được công bố, các nhà đầu tư có thể qua đây tham khảo và có ý kiến, cho nên là cũng không nhất thiết là mình phải có một cái công bố thông tin riêng như thế này thì nó cũng làm cái loãng cái thông tin. Các cái đối tượng phải thực hiện công bố thông tin bao gồm từ công ty chứng khoán, các cái công ty đại chúng, rồi các bên sở giao dịch cũng có, trung tâm lưu ký cũng có, rồi nhà đầu tư cũng có. Thế thì ngoài cái việc mà khi mà có các cái sự kiện phát sinh làm là chúng ta phải thực hiện cái việc công bố thông tin, thì đầu tiên là cái tuần tự là chúng ta phải soạn thảo các nội dung công bố thông tin, chúng ta phải thực hiện công bố thông tin trên website của cái đơn vị đó, và chúng ta lại bắt đầu là phải đăng ký. Có những đơn vị thì đầu tiên là phải gửi qua ủy ban, sau đó qua các sở, một số cái đơn vị công chúng thì phải lại qua cả trung tâm lưu ký nữa. Thế thì ở đây thì cũng thử đặt một cái vấn đề là chúng ta có một cái đầu mối tập trung làm cái việc này hay không, có nghĩa là cái luồng thông tin công bố ngoài cái tại cái địa điểm đơn vị anh phải công bố thì anh đến một cái trung tâm là đầu mối, và trung tâm đấy là tiếp nhận, lưu giữ và thực hiện công bố một cái đầu mối công bố ra thị trường. Thế thì tất cả những cái đối tượng mà có nhu cầu khai thác những cái thông tin đó, người ta có một cái đầu mối và người ta có một cái địa chỉ. Điều 125 về công bố thông tin của tổ chức kiểm toán độc lập thì tôi nhận thấy đây là một quy định hoàn toàn mới và đưa ra nhiều cái yêu cầu mới đối với cả các tổ chức kiểm toán độc lập. Trong đó là có bao gồm những cái nội dung như là công bố về báo cáo minh bạch, công bố danh sách kiểm toán viên được chấp thuận. Thì theo tôi những quy định như là yêu cầu công bố báo cáo minh bạch, công bố danh sách kiểm toán viên được chấp thuận là hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế.
Còn những yêu cầu khác như là công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của tổ chức kiểm toán, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trong năm và báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán ra công chúng thì theo tôi là không phù hợp. Mà những báo cáo đó bao gồm những báo cáo như là báo cáo tài chính năm đã kiểm toán, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trong năm và báo cáo tự kiểm tra chất lượng dịch vụ thì chỉ nên nộp cho cơ quan quản lý để kiểm tra giám sát. Về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có một điểm khá quan trọng là công bố báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Thế nhưng trong dự thảo luật chứng khoán sửa đổi lại chưa đưa vào những chế tài hay quy định chi tiết về điều này. Một công bố kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết đang diễn ra. Bên cạnh những kết quả khả quan của các doanh nghiệp thì vẫn đâu đó còn những vết sạn trong báo cáo tài chính như chênh lệch số liệu hay chậm nộp báo cáo. Vậy các nhà đầu tư cần làm thế nào để phát hiện được những sai lệch đó? Cần có những chế tài nào đối với các doanh nghiệp cố tình làm sai lệch và chậm nộp báo cáo tài chính? Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này từ phía các nhà đầu tư chứng khoán cũng như các thành viên trên thị trường chứng khoán. Mời quý vị cùng theo dõi. Có một cái điểm khó nhất mà khi đọc các báo cáo tài chính là các giao dịch với các bên liên quan. Cái này là cái mà thực sự là hầu hết tất cả những cái người làm kiểm toán, kế toán hoặc là phân tích báo cáo tài chính lâu năm cũng còn chưa chắc đã phát hiện ra. Bởi vì nếu doanh nghiệp họ khéo léo, họ sẽ tắt những công ty sân sau, những công ty liên quan hoặc là những công ty ma hoặc là những doanh nghiệp đặc biệt và họ giao dịch qua những cái công ty như vậy để làm tăng doanh thu, tăng chi phí, giảm chi phí, tăng lợi nhuận, rồi tăng tài sản, tăng nguồn vốn, giảm nợ vay chẳng hạn. Thì với những công ty như thế mà doanh nghiệp nó setup ra và các doanh nghiệp setup ra và hoạt thông qua những công ty như thế để làm giao dịch lòng vòng ấy, thì là một cái cực kỳ khó để phát hiện. Với những thủ thuật như vậy, nếu là nhà đầu tư thông thường, khó có thể phát hiện được. Rất là khó để phát hiện ra là người ta có làm giả về các số liệu, tất cả các báo cáo người ta, mình rất là khó để phát hiện ra là có giả hay không, bởi vì khi mà mình xem vào cái báo cáo đấy thì mình thường xem của các công ty kiểm toán lớn người ta đã kiểm toán qua rồi, thì mình chỉ xem thôi thì mình rất khó để đoán được là người ta làm giả ở đâu và làm giả thế nào. Lượng của các báo cáo thì em nghĩ là ở Việt Nam thì mình cũng chỉ có thể tin được phần nào đấy, bởi vì đa phần các doanh nghiệp thường sẽ cố gắng make up và làm đẹp cái báo cáo của mình lên. Thế là mình cũng nên có một sự tìm hiểu riêng của mình về các doanh nghiệp chứ không thể tin vào báo cáo doanh nghiệp khi mà người ta đưa cho mình. Nếu mà một nhà đầu tư như mình ấy, hoặc là những người khác thì mình nghĩ là rất khó phát hiện. Đấy. Nếu mà để đọc những dữ liệu mà chỉ trên mạng thôi ấy, mà các doanh nghiệp mà đưa lên trên trang web thì rất khó phát hiện. Vậy trách nhiệm thuộc về ai khi doanh nghiệp cố tình che giấu hoặc làm sai lệch báo cáo tài chính? Trước hết là phải xuất phát từ bản thân của doanh nghiệp. Họ phải lường trước được các lý do dẫn đến chậm nộp báo cáo tài chính và tự bản thân họ đưa ra các cái biện pháp để khắc phục. Vấn đề thứ hai là ở các chế tài của cơ quan nhà nước thì các chế tài cần phải được áp dụng thật là mạnh tay hơn và phải xem xét đến việc có những cái biện pháp xử lý đối với các cá nhân có trách nhiệm liên đới. Thứ nhất thuộc về chính công ty đó, chính công ty công bố thông tin. Thứ hai, chính doanh nghiệp đó. Thứ hai nữa là cơ quan kiểm toán. Thứ ba là cơ quan quản lý thị trường, tức là Ủy ban chứng khoán nhà nước. Rồi đến trách nhiệm của nhà đầu tư. Ở đây rõ ràng là công ty niêm yết có thể thông đồng được với cả công ty kiểm toán để làm sai lệch số liệu. Thế nhưng mà ở đây rõ ràng chúng ta phải nhìn thấy được cả cái khung pháp lý và hành lang pháp lý xử phạt và xử lý như thế nào để công ty niêm yết cũng như là công ty kiểm toán phải công bố rõ ràng và minh bạch để nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào doanh nghiệp đó. Chứ nếu như có rất nhiều cách để họ có thể thông đồng được với nhau, ở đây có sự bắt tay giữa doanh nghiệp và công ty kiểm toán. Rõ ràng ở đây chỉ có mỗi cái hành lang pháp lý để đưa ra để công ty niêm yết cũng như là công ty kiểm toán không dám làm. Việc mà đã chấm điểm báo cáo tài chính của các công ty niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hay là cái việc đánh giá, cái việc công khai minh bạch thông tin của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì chúng tôi cũng đang hướng tới là gì, sẽ tham khảo để chúng ta xây dựng một cái cơ chế để đánh giá chấm điểm cái việc là tính minh bạch công khai của các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trước mắt tập trung vào các tập đoàn tổng công ty. Và cái đánh giá này thì cũng để chúng ta chấm điểm xem cái mức độ chấp hành cái việc công khai thông tin
minh bạch thông tin của các doanh nghiệp nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Tình trạng thao túng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán diễn ra không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến các cổ đông của doanh nghiệp mà còn tác động xấu đến tính minh bạch và niềm tin của giới đầu tư trên thị trường chứng khoán. Vấn đề đặt ra là cần có giải pháp khắc phục tình trạng này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cổ đông, giới đầu tư, đồng thời gia tăng hấp dẫn cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!